Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video clip lần này xin gửi tới quý vị bạn bộ phối ghép đến từ loa JBL 4425. Mà hôm trước em có giới thiệu đến với quý vị bạn rồi, hôm nay em sẽ test để chúng ta cùng nhau nghe thử chất âm. Hiện tại thì cặp loa này có mức giá tương đối tốt so với trước đây. Trước đây thì có những thời điểm lên tới mức giá là 35 triệu đồng. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì chỉ còn 33 triệu đồng thôi, rẻ hơn được 2 triệu so với thời điểm cao điểm. Và cặp loa này là một cặp loa tuyển chọn rất hay, studio monitor cao cấp đến từ thương hiệu JBL, với cấu trúc bát 30, loa chép kèn tai voi. Loa này thì có đầy đủ tinh chỉnh cho dải trung và dải chép. Cặp loa này thì có thể chơi được với những không gian phòng có diện tích khoảng 40m trở lại, chơi rất là hay và phù hợp. Đặt trên kệ hoặc là trên chân gỗ rất là đẹp luôn. Hôm nay thì em ghép với lại chiêm ly Luckman SQ38U. Đây là chiêm ly đèn chạy bóng L34, chất âm vô cùng ngọt ngào và chi tiết. Hiện tại thì cặp loa này có mức giá là 33 triệu đồng. Đương nhiên đó cũng là mức giá tham khảo, anh em quan tâm liên hệ trực tiếp qua tại shop thì bên em sẽ có mức giá tốt hơn giao lưu cùng với mọi người. Chiêm ly Luckman SQ38U có mức giá là 56 triệu đồng. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp cũng sẽ có mức giá tốt hơn. Đặc biệt là hôm nay em ghép với chiếc đầu Acam CDS50, đây là một chiếc đầu Trim Online có DAC, chạy đĩa CD, chạy đĩa SACD, một chiếc đầu toàn năng với mức giá vô cùng tốt, chỉ có 26 triệu đồng thôi. Một chiếc đầu rất là ngon, bổ rẻ, hợp lý để chúng ta chơi. Bây giờ xin mời mọi người cùng đeo tai nghe và cảm nhận âm thanh đến từ bộ phối ghép này nhá. Thank you.
lặng ngày. Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời, hỏi anh biết hay không. Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn. Mùa thu cũng vương mây mờ, nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày